Kính chào bà con và các bạn đang đến với chuyên mục Chuyện Nhà Nông của Đài Phát Thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa bà con và các bạn, trồng dưa lưới hay cà chua công nghệ cao vẫn còn rất lạ ở thành phố Bảo Lộc. Thế nhưng, mạnh dạn đi đầu, nhiều nông dân đã thành công với mô hình này. Các loại cây ăn trái như dưa lưới hay cà chua phát triển tốt cho năng suất cũng như chất lượng. Đây là khu nhà kính rộng hơn 3.000m2 của ông Mai Thành Nhã và bà Phan Thị Thược, thôn Đại Nga, xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc. Khu vườn này canh tác chủ lực là cà chua công nghệ cao và dưa lưới giống Nhật. Hiện giống dưa lưới đang canh tác trong vườn, hương vị trái rất thơm, theo hợp đồng với một nhóm liên kết hộ nông dân. Theo ông Mai Thành Nhã, dưa lưới rất dễ chăm sóc, quan trọng là cây dưa lưới cần trồng trong nhà kính chắn mưa, chắn gió. Cây dưa lưới chăm sóc tương tự các loại dưa khác, ưa phân hữu cơ. Và chỉ thêm 65 ngày, trái dưa đã được thu hoạch. Một gốc dưa cần được tỉa hoa để giữ lại một hoặc là hai trái, đảm bảo trái to, ngọt, đúng trọng lượng theo yêu cầu. Như năng suất trên vườn này, mỗi sào dưa lưới sau 75 đến 80 ngày thu được từ 2,2 đến 2,4 tấn trái, giá bán ổn định 25.000 đồng một ký. Sản xuất các loại, sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật là thuốc sinh học và các loại nấm ưa kháng và những thuốc mà trong danh mục những thuốc mà có thời gian cách ly ngắn thì chúng tôi sử dụng đã đảm bảo cái rau sạch và an toàn cho bà con. Con giống cà chua Dofu của Hà Lan này có ưu điểm là trái cứng, dẹt, màu sắc đẹp, vỏ mỏng, thịt cà chua có nhiều bột, ít hạt, vị chua thanh nên rất được ưa chuộng với trọng lượng khoảng từ 150 đến 200 gram trên một trái. Giống cà chua này cho thu hoạch sau 2,5 tháng trồng và thời gian thu hoạch kéo dài từ 3 đến 4 tháng. Bình quân một sào cà chua cho từ 10 đến 12 tấn quả. Mà phòng trừ sâu bệnh á, trong cái nhà kính này á, thì trước hết là mình phải tỉa lá cho cây. Rồi cái phần là chăm sóc cây mình là thường xuyên là cái chế độ pha phân á, để tưới nhỏ giọt xuống dưới á, là mình pha đúng cái công thức phân của nó. Nhiều quá thì nó cây nó tốt quá thì nó cũng nhanh cho bệnh, mà ít quá thì nó lại còi cây. Rồi thứ hai là cái phần là mình phải cắt cái một cây chỉ có để hai nhánh thôi. Mình phải cắt những cái chồi nhỏ đi để cho cây nó phát triển và nó tạo cái chất dinh dưỡng, nó phát triển quả. Và mình phải làm đúng cái chu kỳ của nó, cắt lá là một cây như vậy á. Là mình phải khi mà nó ra cái gốc là mình phải cắt lá qua cái chùm gốc của nó. Và khi mà nó phát triển á, thì là mình phải quấn cái ngọn lại, không có là nó bị gãy ngọn ấy. Hiện cà chua công nghệ cao cũng như dưa lưới vẫn đang là những cây trồng mới ở Bảo Lộc, đòi hỏi đầu tư ban đầu lớn và kỹ thuật canh tác đảm bảo. Để đảm bảo đầu ra cho những loại cây trồng này, gia đình ông Nhã đã liên kết với một số hộ nông dân khác trồng và cung cấp cho hợp tác xã. Chúng tôi sản xuất cà chua dưa lưới đây thì sản xuất theo cái hợp tác xã liên doanh với trên xã Tân Hội rất trọng, nhưng là cây giống và các phương thức sản xuất là do người ta hướng dẫn cho mình sản xuất rồi. Liên kết để sản xuất ngày càng được bà con nông dân quan tâm hơn, để vừa nắm bắt được kỹ thuật, đảm bảo được đầu ra ổn định cho nông sản, từ đó nâng cao thu nhập kinh tế gia đình. Hy vọng mô hình này sẽ ngày càng phát triển ở vùng đất Lào.